chào thầy. Chào em. Hôm nay là bài học đầu tiên, cho nên chúng ta sẽ nói với nhau bằng tiếng Việt đấy. Khi mà chúng ta đã bắt đầu biết nói nhiều một chút rồi, thì chúng ta sẽ cố gắng chào hỏi cũng bằng tiếng Nga. Tak, thầy giáo đã chia sẻ màn hình cho em và em bây giờ phải nhìn thấy màn hình rồi đấy. Đúng chưa? Nó đang lót đó thầy. Đúng rồi. Tak. Buổi tối thì mạng hơi chậm một chút, cho nên là sau độ khoảng 15-20 giây thì em sẽ nhìn thấy màn hình. Như vậy em thấy màn hình rồi. Хорошо. Em đã nhìn thấy những bức hình này chưa? Cháu thấy ạ. Nhìn thấy trên màn hình rồi đúng không? Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học đầu tiên. Trong bài học đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ xem ít ra phải được khoảng một nửa bảng chữ cái. Đấy. Em đã biết sơ sơ về bảng chữ cái rồi đúng không? Dạ em biết một nửa tại chưa cái phần đầu á thầy, còn cái phần sau mà về mấy cái âm chờ rồi âm s rồi rồi em chưa à có thế phục như vậy là chị. chúng ta sẽ lần lượt cùng nhau kiểm tra lại những cái bảng chữ những cái chữ cái đó đấy. Thế nhưng mà mình sẽ hướng dẫn bạn theo một cái cách khác mà có tính tổng hợp hơn. Ở trong tiếng Nga, bảng chữ cái trong tiếng Nga có 33 chữ cái. Trong 33 chữ cái thì chúng ta sẽ trừ đi hai cái dấu. Đây chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình đó là hai cái dấu, dấu cứng và dấu mềm. Đây là hai dấu cứng và dấu mềm. Trừ đi hai dấu này thì chúng ta chỉ còn có 31 chữ cái thôi. Trong 31 chữ cái thì có 10 chữ cái là nguyên âm và 21 chữ cái là phụ âm. Đó. Thế như vậy là trong 10 nguyên âm này thì sẽ có 6 nguyên âm là nguyên âm đơn và 4 nguyên âm đôi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học 6 nguyên âm đơn. Trong 6 nguyên âm đơn thì chúng ta sẽ hiểu thế nào là nguyên âm đơn. Nguyên âm đơn có nghĩa là nguyên âm chỉ có một âm thôi. Đó. Thế thì chúng ta nhìn thấy là đây nguyên âm A. Nó phát âm giống hệt nguyên âm A ở trong tiếng Việt. Đây là nguyên âm O. Chúng ta đọc là O trong tiếng Việt, đây đọc là O. Tiếp theo, đây là nguyên âm U. Thì là phiên âm trên này cho em dễ hiểu, bởi vì cái chữ này nó viết khác so với tiếng Việt đấy. Chữ này viết thành chữ Y dài trong tiếng Việt, nhưng chúng ta đọc là U. Giống hệt nguyên âm U trong tiếng Việt. Tương tự nguyên âm E chúng ta đọc là E. Sau đó đến nguyên âm I, chúng ta đọc là I. Giống âm I trong tiếng Việt đấy. Và sau đó đến âm Ư. Giống hệt âm Ư trong tiếng Việt. Cho nên là có thể nói là cái cách phát âm của các âm của chữ cái trong tiếng Nga ấy, nó rất giống ở trong tiếng Việt. Cho nên đấy là cái điều kiện thuận lợi tuyệt vời cho cái người học tiếng Nga đấy. Đó. Thế như vậy ở đây chúng ta đã học xong 6 chữ cái rồi. Bây giờ để ghép những cái chữ cái này lại thành âm thì chúng ta sẽ học thêm 3 phụ âm nữa. Quay trở lại vấn đề phụ âm của chúng ta biết rằng là có 10 nguyên âm thì còn lại là 21 phụ âm. Trong 21 phụ âm thì sẽ có 12 phụ âm nó đi theo cặp, tức là có 6 cặp phụ âm, mỗi một cặp có hai phụ âm. Hai phụ âm này nó có điều gì giống nhau mà người ta ghép chúng thành một cặp, tí nữa thì ta sẽ giải thích. Thế như vậy là chúng ta trong 21 phụ âm mà trừ đi 12 phụ âm rồi thì còn 9 phụ âm đơn, tức là 9 phụ âm nó không có cặp đấy. Vậy ở đây chúng ta sẽ xem là gì, cứ xem một cặp phụ âm chúng ta sẽ xem một phụ âm đơn đấy. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau xem cho đến cuối cùng thì chúng ta sẽ xem hết được cái phần phụ âm này. Bây giờ chúng ta làm quen với cặp phụ âm đầu tiên. Về nguyên tắc ra nó chả có cái thứ tự nào cả, thích làm quen phụ âm nào trước được, nhưng chỉ có điều là chúng ta xem cho nó ghép được nó vào với những âm nào để chúng ta bắt đầu học cho nó thuận tiện đấy. Đó, chúng ta có phụ âm p và phụ âm b. Đó. Đến đây thì một số bạn mà đã qua một số khóa học của các thầy cô giáo người Việt dạy trước khi học với thầy, thì các bạn bảo thầy ơi, cô em trước đây thầy em cô em không đọc là bờ đâu, cô em đọc đây là be. Đúng không ạ? Cô giáo đọc là gì nào? A be ve ge de. Các cô thường là lôi cái bảng chữ cái ra để đây đang bắt đầu dạy các em a be ve ge de đấy. Thế nhưng mà đó là gì? Đó là cái tên của chữ cái thôi, đó không phải là cái âm của chữ cái đấy. Đây mới là cái âm của chữ cái. Âm mà cái chữ cái nó tên là be, nó có âm là b b b đấy.
Chứ cái đây là các em đọc đây là gì? Âm đây là của nó là âm. Tức là âm này nó không có âm thanh. Âm này thì có âm thanh. Đấy. Đó. À thế như vậy cái chuyện mà các cô dạy các em cũng không sai. Các cô dạy là đọc cái tên chữ cái. Thế còn dạy cái thầy dạy các em là dạy đọc âm của chữ cái. Đấy. À đó, thế trên chúng ta làm quen với âm của chữ cái luôn. Thế còn cái việc nó tên là gì chúng ta không quan tâm lắm đâu. Đấy. Đó. Bởi vì khi chúng ta ghép vào trong từ chúng ta phải nói cái âm của nó chứ không phải nói cái tên của nó. Đấy. Đó. Thế vậy thì đến đây là chúng ta quay trở lại với lại cái cặp phụ âm đầu tiên. À biết chúng ta phân tích xem tại sao nó là một cặp. À khi làm quen với cặp phụ âm đầu tiên chúng ta sẽ hơi mất thời gian một chút để chúng ta nắm được cái kiến thức ngữ âm cơ bản đấy. Đó. À chúng ta mới phát hiện ra là gì nào? Âm và âm b. Khi chúng ta nói b b. À nó ở vị trí của môi, răng, lưỡi để phát âm hai cái âm này rất giống nhau. Em nói âm p và âm b nó đều cùng một cái vị trí như vậy và em đều phải nén hơi và bật nó ra. Đấy, âm này chúng ta đọc là nén lại và bật hơi ra. À b. À đó, thế vậy hóa ra là gì nào? Những phụ âm mà đi theo cặp chúng có vị trí phát âm của môi răng lưỡi giống nhau nhưng nó khác nhau ở chỗ là gì? Khác nhau là một âm thì có âm thanh b và một âm không có âm thanh, nó chỉ có tiếng gió thôi. Đấy. À đó. À thế như vậy chúng ta hóa ra là gì nào? Đó là một cặp phụ âm, người ta gọi là một cặp phụ âm hữu thanh vô thanh. Đấy, có một âm hữu thanh và có một âm vô thanh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tại sao người ta lại xếp chúng vào một cặp? À bởi vì là như thế này, khi mà ở trong từ một phụ âm hữu thanh trong cặp đứng cuối từ thì nó sẽ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng ở trong cặp. Ví dụ chúng ta có từ club, club. À từ club có nghĩa là club trong tiếng Anh đấy, câu lạc bộ đấy. Đó, club, club. Thì em thấy đây không đọc là club. À đúng không nào? Người ta đọc là club. Đó. À thế như vậy thì em lưu ý nhé là tất cả các phụ âm hữu thanh mà có cặp nhé. Tất cả các phụ âm hữu thanh mà có cặp, tức là có 6 phụ âm hữu thanh. Trong trường hợp chúng đứng cuối từ thì chúng bị đọc thành cái phụ âm vô thanh tương ứng ở trong cái cặp đó. Đấy. Đó. Nhớ một điều chắc chắn như vậy nhé. À đó là điều đầu tiên về nguyên tắc phát âm. À, một cái quy luật ngữ âm mà các em cần nắm được khi nói tiếng Nga đấy. À đó, thế bây giờ còn cái phụ âm này thì sao? Phụ âm này nó không có cặp. À vậy thì nó là một trong 9 phụ âm cô đơn, thầy giáo gọi là phụ âm cô đơn. À bởi vì sao nó không có, không đi với phụ âm nào cả, không không có cặp. À thế thì vậy thì nó là phụ âm cô đơn thì lúc nào nó là nó không bị biến đổi thành ai cả đấy. À, đó, thế là phát âm nó như thế nào? À phụ âm m phát âm giống hệt phụ âm m trong tiếng Việt. Chỉ có điều phụ âm m trong tiếng Việt thì người ta nói dài. À đây là chữ gì? Đây là chữ m đúng không nào? Đấy. À m, đây là chữ n đúng không nào? Đấy. À đó, đó là cái cách phát âm ở trong tiếng Việt. Nhưng mà cách phát âm ở trong tiếng Nga người ta nói rất ngắn. M m m. Đấy. Đây là b b b. À đó. Thế vậy vừa rồi chúng ta đã làm quen với cách phát âm của phụ âm và cái nguyên tắc phát âm của phụ âm đấy. Đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép nào. Bây giờ chúng ta có âm m ghép với âm A sẽ đọc là gì? Mà. Mà. M với ô đọc là gì? Mô. Mô. M với Mô. u đọc là gì? Mù. Mù. M với e chúng ta đọc là me. M với i Mẹ. chúng ta đọc là mi. M Mù. với ư chúng ta đọc là mư. Đấy. Mù. À đó, thế chứ nào? Đơn giản là nào. Ma, mô, mù, me, mi, mư. Đấy. À thế tương tự như vậy bây giờ có âm b với a chúng ta đọc là ba nào, đọc nào, À, ba ba bô bô bu be bê bi đi bư. bư Đấy. À thế tương tự như vậy âm p chúng ta sẽ đọc âm ba pa bô ba bu bu be bê bi đi bư bư đúng không? Ôi thế này nó đơn giản quá cho nên thôi bỏ đấy, chẳng cần đọc lại nữa. À nếu mà các em mà học theo cái giáo trình đường đến nước Nga, ôi trong đó người ta có hàng mấy cái bài như thế này luôn. À để cho các em đọc. Thế nhưng mà người ta cái những cái người người ta viết cái cuốn đường đến nước Nga, người ta không tính đến một cái điều là gì? Người Việt Nam chúng ta có cái bảng chữ cái và cách phát âm khá giống với tiếng Nga. Cho nên chúng ta không cần đọc những cái chữ này cho mất thời gian,
đấy. À, nó giống nhau đọc là cái gì? Được. À đúng không nào? À cái sách giáo trình từ đến Nga nó viết cho nhiều dân tộc trên thế giới, trong đó có những cái dân tộc mà cái chữ viết của họ không phải là chữ ký tự Latin mà là ký tự nó như kiểu là ký tự của chữ Thái Lan này rồi chữ Ả Rập này. Đấy, những cái người đó thì họ cần phải tập đọc, còn chúng ta không cần tập đọc. Đấy, nói nôm na là như vậy đấy. À chúng ta là có một cái điều thuận lợi hơn là như vậy. À thế bây giờ chúng ta đấy, có thể bỏ qua luôn cái phần phát âm này mà chúng ta đi luôn vào phát âm từ mới luôn đấy. Từ mới chúng ta có từ nào? À em đọc thử nào, từ này nào, Mama, đấy, từ này nào, Mama, Papa, đấy, từ này nào, Mu, từ này nào. Baba. À thế em thấy là gì nào? Em thấy là ba cái chữ này nó giống nhau cái gì, nó có đều có một cái dấu sắc ở cái âm tiết đầu tiên đấy đó. Thế vậy thì vừa rồi thì nó xảy ra nói là gì, âm tiết là cái gì vậy? Âm tiết là một âm đấy, một âm ở trong một từ. À ví dụ từ mà có một nguyên âm thôi, nguyên âm ư thì đó là một từ có một âm tiết. Từ có hai nguyên âm thì nó sẽ có hai âm tiết đấy. À đó, nếu mà từ có hai âm tiết thì sẽ có một âm tiết mạnh và một âm tiết nhẹ. Nếu từ có một nguyên âm thì sao, thì nó chính là âm tiết mạnh, nó chính là cái âm tiết mà được nhấn mạnh đấy. Thế còn cái từ có hai âm tiết thì sẽ có một âm tiết mạnh và một âm tiết nhẹ. Khi chúng ta học ấy, thì người ta sẽ ký hiệu chúng ta đó là một cái dấu sắc ở bên trên, nó giống cái dấu sắc, cái thanh sắc ở trong tiếng Việt đấy đó. Thế vậy thì chúng ta có một cái kết luận là gì nào, trong tiếng Nga khi từ có từ hai âm tiết trở lên sẽ có một âm tiết được gọi là trọng âm. Trọng âm có nghĩa là cái âm tiết đó được đọc nhấn mạnh và kéo dài hơn so với các âm tiết còn lại. Dài hơn bao nhiêu? Dài hơn có thể là gấp đôi, có thể là gấp ba, tùy các em thích nói thế nào nói, nhưng nó phải dài hơn. Nó phải dài hơn, nó không thể bằng những âm tiết khác được đấy đó. À thế vậy thì đó là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên để người Nga hiểu các em khi các em nói tiếng tiếng Nga đấy đó. Một số em bảo thời em nói giống hệt như là ở trong từ điển chữ viết này em đọc đúng như thế mà người Nga người ta không hiểu em, không hiểu sao, bởi vì là tại sao, bởi vì là người các em nói chưa đúng trọng âm đấy, nói sai trọng âm lập tức người ta không hiểu đó. À thế như vậy là gì, kể cả như thầy giáo khi mà thầy giáo nói với ai đó một từ mà nó bị sai trọng âm thì người ta cũng giỏng tai người ta nghe ngay đấy. À không phải là tại các em phát âm không tốt đâu mà tại các em nói sai trọng âm. Vậy thì bây giờ nói trọng âm như thế nào đó, ở đây thầy giáo ký hiệu, đây là sơ đồ trọng âm. Chúng ta nhìn thấy cả ba từ này đều có điều giống nhau, đó là từ đều có hai âm tiết và cái trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Vậy thì âm tiết đầu tiên sẽ được phát âm như thế nào? Nó phát được phát âm là ta 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 đấy. À thì giáo nói như thế là kiểu như là người ta học thanh nhạc ấy, đấy, người ta học thanh nhạc, người ta học học nốt nhạc ấy, đấy đó. À nói là ta 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 ta. À thế vậy em thấy đây giáo đang phát âm cái âm này nó dài gấp 3 so với âm này đấy. Ta một hai ba ta đấy, một hai ba bốn ta 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 ta, thấy chưa nào đấy đó. Thế vậy thì tất cả các em mà học với thầy thì thầy đều quan tâm dạy các em, hướng dẫn các em cái cách đọc đúng trọng âm như thế đấy. Đầu tiên các em đang học trên cái đọc cái nói dài ra, nhấn mạnh vào. Sau khi mà các em nói quen rồi thì em sẽ nói nhanh lên đấy, nói nhanh lên. Ví dụ thầy giáo nói cái âm này nói bình thường là gì nào, mama Mom, papa Papa, baba đấy. À Bob. đó đấy, thầy giáo nói như vậy đấy, bình thường nói như vậy. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đang học cho nên chúng ta nói dài nó ra, mama Mama, papa Papa, baba đấy, Baba. baba đó, nhất trí chưa nào. À thế như như vậy chúng ta ở trong này chúng ta đã thỏa thuận được với nhau mấy nguyên tắc về phát âm nhé. Nguyên tắc thứ nhất đó là gì nào, đó là hữu thanh vô thanh đấy, cặp đấy. Nguyên tắc thứ hai là gì, đó là nguyên tắc phát âm trọng âm đấy, trọng âm, âm tiết có trọng âm và không trọng âm đấy đó. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một câu hỏi đầu tiên ở trong tiếng Nga. Câu hỏi đó là tô e tờ. Ở đây chúng ta thấy mấy cái từ lạ trong tiếng Nga nhưng mà rất quen thuộc đối với chúng ta ở trong tiếng Việt đấy. Đối với những người mà học ví dụ như là những người người ta học bằng cái vốn ngôn ngữ mẹ đẻ của người ta là cái tiếng ví dụ tiếng Thái Lan hoặc là tiếng tiếng Ả Rập chẳng hạn thì người ta không thể học được những cái từ này ngay, người ta phải học dần dần. Nhưng chúng ta học ngay được bởi vì sao, cái chữ
ở trong âm k, trong tiếng Việt chúng ta có rồi, âm th cũng có rồi đấy. À, à âm e, e của chúng ta đây, đấy. À, đây là ai? Ktoeta đấy. À, eter là cái gì vậy? Eter đây là eter. Thế tại sao đây lại đọc đây là ô nhỉ? Em bảo thầy ơi, đây viết là ô, thầy đọc là ơ. Eter đấy. À, bởi vì là như thế này. Bởi vì như Trọng này nhá. âm. À. Trong trong một từ có hai âm tiết nhé. Âm tiết có trọng âm. Ở đây, đấy. Đây là âm tiết có trọng âm, nó đứng trước. Đúng không nào? Ồ, đứng trước. Đó, chúng ta phải nhấn mạnh vào nó. Ê. À thì cái đây sẽ các em các em sẽ có một cái nguyên tắc đầu tiên của đọc âm ô. Âm ô đứng sau trọng âm bị đọc là ơ. Âm ô đứng sau trọng âm bị đọc là ơ. Nhớ chưa nào? Đấy. Đó, vậy chúng ta đọc là ê tờ. Ê tờ. À thì các em bảo ô thế thế tại sao cái chữ này thầy đọc là tô? Tô. Tô. À đây là ô đấy. Bởi vì sao? Đây là một từ có một âm tiết. Từ có một âm tiết thì nó chính là trọng âm. À thế trọng âm rơi chính vào nó. Đấy. À nếu mà âm ô mà đứng dưới trọng âm thì bị đọc là ô. Thấy chưa? Đấy. À đây nó chính là trọng âm. Bởi vì sao? Nó chỉ có một âm tiết thôi. Đấy. À đó, cho nên trong trường hợp này thậm chí người ta còn không đánh trọng âm vào nó nữa. Bởi vì sao? Nó bản thân nó chỉ có một âm tiết thì việc gì phải đánh. Đấy. Đó, thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Âm ô có trọng âm rơi vào nó được đọc là ô. Âm ô đứng sau trọng âm bị đọc là ơ. Chúng ta sẽ đọc tốt ê Tốt tờ tốt tốt ê tập tờ đấy. Đây là tốt ai? Tốt ê tờ đây là ai đấy? Đó. À thế ở đây chúng ta sẽ có câu trả lời ê tơ mà ê Eta tơ Eta pa pa ê tơ mười ê tơ ba. ba À đúng không? Đấy. À thế nhưng bây giờ thầy đã hỏi em này, tô ê tơ, em trả lời ê tơ ma ma mà mà tô ê tơ ê tơ eta ba ba pa pa tô ê tơ ê tơ eta mười mười tô mười ê tơ ê tơ eta ba 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 đấy. À thế bây giờ chúng ta mới lại xem người Việt Nam chúng ta khi học tiếng Nga ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta đó là ngôn ngữ đơn âm tiết. Thế nào là đơn âm tiết? Đơn âm tiết có nghĩa là mỗi từ nó chỉ có một âm tiết thôi. Đấy. Đó, ví dụ mẹ, cha, con gái, con trai, tất cả mỗi từ đều có một âm tiết, người ta gọi là ngôn ngữ đơn âm tiết. Thế còn trong tiếng Nga của chúng ta là ngôn ngữ đa âm tiết. Ngôn ngữ đa âm tiết có nghĩa là trong một từ nó có thể có 1 2 3 4 5 6 âm tiết đấy, có thể thậm chí còn hơn đấy. Đó, có những từ nó rất dài. Nó dài đến độ khoảng 20 23 chữ cái cơ trong một từ đấy. À đó, thế vậy thì đối với người Việt Nam chúng ta khi mà chúng ta muốn nói tiếng Nga, chúng ta phải học dần dần. Ngày hôm nay chúng ta chỉ học có từ có hai âm tiết thôi. Từ này có một âm tiết này, từ này có hai âm tiết này, đấy. Sau đó chúng ta có thể học thêm từ có ba âm tiết dần dần. Sau đó đến bài 4 bài 5 lúc đó chúng ta mới học được từ có bốn âm tiết. À đấy. À khi các em đã học từ có 3 âm tiết, 4 âm tiết là các em bắt đầu khó đọc lắm rồi. Đấy. Nhiều em đang học từ có 4 âm tiết là bắt đầu ngắc luôn. À chán luôn. Đấy, thời em không học được đâu. Đấy. Đó. Thế vậy thì các em để trả lời cho câu hỏi các em bảo là tại sao là em muốn học đi bán hàng mà thầy không dạy em ngay những cái từ đi bán hàng. Đấy. Những cái từ bán hàng đó là những cái từ nó ít ra có 2 3 4 có 4 5 âm tiết đấy. Những cái từ đó các em khó đọc, các em chưa đọc ngay được đâu. À, bây giờ thầy giáo dạy các em đọc những từ có hai âm tiết trước đã, làm quen đi đã với tiếng Nga đi đã. Đấy. Đó, sau những bài sau chúng ta sẽ học nhiều hơn đấy. Lúc đó chỉ sợ các em không có sức mà nói thôi. Đấy. Đó. À thế như vậy chúng ta đã giải thích xong rất nhiều vấn đề trong cái bức hình đầu tiên. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bức hình thứ hai. À bức hình thứ hai. À lúc nãy chúng ta đã cùng nhau xem được em xem nào. 6 nguyên âm cộng với 3 phụ âm là 9 chữ cái rồi. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ xem 3 chữ cái nữa là tổng cộng thành 12 chữ cái thì đáo đếm đi nhé. Cho em 12 chữ cái này. À, đó. Không có thì em lại bảo thầy ơi, thầy có ăn gian của em mất chữ cái nào không đấy? Đấy. Không mất chữ nào cả đấy. Đó. Ở đây chúng ta có một cặp phụ âm mới. Đó là phụ âm
À, phụ âm d. Rất giống phụ âm d trong tiếng Việt, chỉ có điều người ta nói ngắn là d d d. À, đó là chữ d đấy. À, đừng có ai đọc nó là d, nó dài quá đấy. Người Nga nói rất ngắn d d đấy. À, âm này của chúng ta đó là âm đấy. À, đó. Và đây nó trở thành một cặp. À, thế là nó là một cặp, cho nên là tất cả những chữ d là phụ âm hữu thanh, đúng không? Tất cả các từ mà có chữ d đứng cuối thì bị đọc thành chữ đấy. Ví dụ ra vột, ra vột, à ra vột cái này nhà máy đấy, em nhìn thấy đây có âm d, à nó bị đọc thành âm ra vột, ra vột, ra vột đấy. À đó, thế trọng âm rơi vào đâu nào? Trọng âm rơi vào tiết sau đấy. À, trọng âm rơi vào tiết sau, và chúng ta ở đây nhìn thấy nguyên tắc là gì? À, âm ô đứng dưới trọng âm bị đọc là ô, cho nên người ta đọc là ra vột vột ột đấy, âm ột, âm ô đấy đó. À, à thế như vậy đó là, à đó là cặp phụ âm. Bây giờ chúng ta xem cặp phụ cặp à bây giờ chúng ta xem phụ âm đơn, phụ âm cô đơn của chúng ta là phụ âm, đó là phụ âm n n, à n đấy. À đó, đọc là n, à đó là âm n nhưng mà đọc là n n. À, cái phụ âm này à nó khác phụ âm m ở chỗ, nếu như hôm nay chúng ta nhìn thấy ở đây, à cái kết hợp âm m và i, người ta đọc đơn giản là mi mi đấy, mi. À, chúng ta có từ mi lưỡi đấy, à, mi lưỡi. À đó, có âm kết hợp âm m i đấy. À, thì bây giờ chúng ta sẽ xem, à, âm n có kết hợp được với i không. À đó, à bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nào. Na no nu nư, và âm này người ta không đọc là ni, người ta sẽ đọc nó là nhi, n i n i, đọc là nhi. Bởi vì sao? Nguyên âm i này, à nguyên âm i của chúng ta này nó làm mềm hóa phụ âm đấy. À đó, nó làm mềm hóa phụ âm. À, vấn đề ở chỗ là như này, trong tiếng Nga nó sẽ có những cái phụ âm khi đi với i nó bị mềm đi, nhưng mà ngược lại có những cái phụ âm cứng mà khi i đi với nó thì nó lại i nó lại bị cứng hóa đi đấy, nó không làm được mềm phụ âm thì nó lại bị làm thành cứng, hiểu chưa đấy đó. À, thế như vậy là ở đây chúng ta đang xem trường hợp là gì, là khi i đi với những cái phụ âm mà nó làm mềm hóa phụ âm đó. À, trong đó có phụ âm n d, à đi với i chúng ta sẽ đọc là chi chi, d đi với i sẽ đọc là gi gi đấy. À đó, thế bây giờ chúng ta xem nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta hiểu rồi, hiểu cái chỗ này rồi đấy. Thế giá được gạch đỏ đỏ đây này đấy. Đó, bây giờ cùng nhau đọc này. Ta tô tu tư chi đấy, đa đa đô đu đư gi 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 đấy. À đó, âm g g đó là âm j j j đấy. À, âm j, à đấy, âm j trong tiếng Anh đấy, g g. À đó, à thế như vậy đó là, chúng ta đã học được 12 chữ cái rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trong phần này chúng ta có từ nào mới. Chúng ta có từ n o t a, đọc là gì nào? Nốt ta đấy, chuẩn như người Nga luôn đấy, em đọc chuẩn như người Nga luôn, đúng là đấy. À, bây giờ người ta cố gắng đọc từ nào. P a n n o, p a đọc là p a n, đọc là gì nào? Pan no, pan no. Trọng âm rơi vào đâu nào? Trọng âm rơi đằng sau đấy, cho nên là cái sơ đồ trọng âm của nó đấy, sơ đồ trọng âm của nó ở đây sẽ là gì nào? Sơ đồ trọng âm của nó, cái âm đầu tiên sẽ là ngắn, ta ta đấy, Nô tan ta 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 đấy, ta ta thế như này. À, cái âm này thì sao nào? Ta ta
Ta ta đấy, nô Nô ta, tạ. nô ta, à thì cái tôn này cũng vậy đấy. Nô Ta ta tôn à, tôn à. Đấy, à cái gì chỗ này thì ngược lại, trọng âm lại rơi xuống đằng sau. Pano, Nô pano, à Ăn đó, đấy như nào đấy. À thế vậy Ăn thì ở đây chúng ta nhìn thấy đó là nốt tả, đó là cái gì đây, nốt tả, Dạ Nốt nhạc à đó là Dạ một nốt Nốt nhạc đấy, à nốt nhạc đấy đó. À, tất nhiên là một từ thì nó có nhiều ý nghĩa đấy, à đó. Có em lại bảo là thầy ơi, cái nốt ta này nó có nghĩa khác cơ thầy ạ. Đấy, đó. À thế tất nhiên là gì, à trong một cái quyển từ điển chúng ta mở ra nó có thể là nghĩa này nghĩa khác đúng không nào. Đấy, hôm nay chúng ta học cái từ này nó có nghĩa này, chúng ta học một biết một nghĩa thôi. À khi nào các em giỏi lên, các em thích xem từ điển nó biết bao nhiêu nghĩa thì học thêm đấy đó, à đúng không nào. Đấy, thầy giáo dạy từ có một nghĩa thôi, học một nghĩa thì đã, thế còn những cái gì sau các em tự học tìm nghiên cứu thêm nhé đó. À tả của tiếp theo nào, à pano, pano nó là một cái gì đấy, nó là một bức tranh, một bức bình phong đấy, à đó, hoặc là nó là một cái bức ngăn cách giữa hai cái bàn ăn với nhau, người ta cũng gọi là panel đấy. Em thích gọi là cái gì thì gọi, nó là bức bình phong hoặc là nó là một cái bức tranh. Tạ, chúng ta có từ the o m, đọc cái gì nào, Đồng à dồm đấy, à nói Đồng như nói theo kiểu tiếng Việt dồm đấy. Đồng À người Nga là người ta sẽ nói, người ta nhấn mạnh cả cái âm m này đấy, dồm Đồng đùm đấy. Tương tự như vậy, Đồng đùm đùm Đồng đấy, à Đồng đùm có cái âm, có âm m đúng không nào. Đấy, à cái cách phát âm này giống hệt trong tiếng Anh đúng không nào, tất cả các phụ âm ở đứng cuối từ nó đều được đọc đấy, đều được đọc hết. Chỉ có điều là ở trong tiếng Nga nó có một điều là gì nào, nếu phụ âm hữu thanh đứng cuối từ thì bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng đấy, à là phụ âm đấy, à trường hợp này chẳng hạn đấy đó. Chúng ta có từ tồn à, tôn à, Tôn tôn na đấy, người ta viết là một tấn này, một tấn đấy, à đó là, Ừ. à, đó là cái đơn vị đo trọng lượng, một tấn, một tấn gạo, một tấn thóc, một tấn lúa. Nhưng trong tiếng Nga nó là danh từ có đuôi a, tôn à, Tôn tôn à đấy đó. À thì bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi nào, stô et, stô et, à chúng ta có âm ch, à đó là một âm vô thanh đấy, và chúng ta đọc nặng như âm tr trong tiếng Việt, à đúng không đấy đó. À trong cái từ già trẻ gái trai đấy, à trẻ trai đấy, già trẻ gái trai, à đó. À thực chất ra thì người Việt chúng ta khi mà phát âm những cái âm này chúng ta cũng không để ý đâu, à, nhất là người Hà Nội thì nói cái âm chậc trẻ trai là cũng vẫn là ch hết đấy, âm nhẹ hết đấy đó. À các bạn ở trong khu 4 chẳng hạn, hoặc là các bạn trong miền Nam có thể là nói nó rõ hơn một chút, trẻ trai, hoặc là các bạn người Thái Bình, người Nam Định đấy, à Hải Dương chẳng hạn đấy, à thì là các bạn sẽ chú ý đến cái âm chờ này đấy đó. À thế vậy thì ở đây chúng ta thấy cái âm chờ này, nhưng mà viết thì là âm chờ, nhưng người Nga người ta không đọc là chờ, người ta đọc là sờ nặng đấy, à đó. Các em tự học, các em đọc đây là chật tô, chật tô đấy, à đó. Thế còn người Nga người ta đọc là sto, sto, à đấy, sto là cái gì, cái gì, sto et, sto et, đây là cái gì, đây là cái gì đấy. À chúng ta trả lời et dom, et dom đấy, à sto et, đây là cái gì, sto et, et dom, et dom, sto et, sto et, et đơm, et đơm, à đây là khói đấy, à đơm khói, sto et, sto et, et tôn, et tôn, à sto et, et nốt ta, et nốt ta, et nốt ta đấy, sto et, sto et, et panno, et panno đấy, à đó. Bây giờ chúng ta nói panno, chúng ta chỉ cần nhớ đấy là cái hình cái bức bức tranh này đấy, nota chúng ta nhớ cái hình này, chúng ta nhớ ngay đấy, dom
À, đó chúng ta nhớ, đó là cái hình này. Nó là cái gì chúng ta không quan tâm, chúng ta nhớ nó là cái hình này phải đấy. À, giống như kiểu là các em khi học tiếng Anh như đấy, à, các em nói apple thì các em tưởng tượng đó là gì? Đó là quả táo đấy. Các em có nói đó là quả táo đâu, các em tưởng tượng ngay trong đầu đó là hình ảnh gì? Apple đấy. À, đó là quả táo. Thế bây giờ theo dạy các em vậy, đồm ấy, tất đồm, cái không biết, không cần biết nó là hình ảnh, nó là cái đồm đấy. À, cái gì đây? Cái đồm. Đồm là cái gì? Nó là cái hình này đấy. Đó, con muốn hiểu nào hiểu. À, đó là gì? Mình thiên về cách là gì? Dạy bằng hình ảnh, chứ mình không không thích dạy dịch, không bắt các em phải dịch đấy. À, đó, đường tôi coi đường đường tôi ta cái tên đường tôi ta cái tên đồm tôi ta Đồ cái tên nốt ta cái tên đấy nồ tôi ta ta cái tên pano cái tên ban nồ đấy tôi ta cái tên tôn đấy cái tên tồn tôn nè. à ta show. À, thì đến đây chúng ta đã học xong được 12 chữ cái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tiếp, cùng xem tiếp. Đó, 12 rồi, bây giờ chúng ta học thêm hai chữ cái nữa, đó là 14 chữ cái đấy. 14 chữ cái. Ta 14 chữ cái này chúng ta thấy đó là gì? À, đó là một nửa bảng chữ cái của chúng ta rồi. À, đó. Ở đây có chữ cái này cũng là một cặp. Cho nên nó cũng có một cái có một chữ cái nó có âm, không có âm thanh. Đó là âm. À, âm này là âm phờ hát, PH của mình. Âm phờ, âm F phờ đấy. Đấy. Đó. À, chính là pha, phô, phu, phư, phi đấy. À, đây là âm tiếp theo là âm v, v. À, em thấy âm v là có âm thanh đúng không? Đấy, v. À, đó, v, va, vô, vu, vư, vi đấy. À, đó thì dễ dễ đọc mà đấy. À, chỉ có điều là nhớ nó là gì, nó là v. À, đây là gì, nó là v. À, đấy, có nhiều em học rồi nhưng mà không để ý đấy, không chịu khó, không không, không chịu khó đọc. Thế nhìn thấy nó vẫn đọc là bở đấy. À, chính là đáng ra phải đọc là vát tả. À, bảo em đọc đi, em mà đọc bát tả đấy. Đây là gì? Đây là vát tả, vát tả đấy, vát tả. Tôi gọi vát tả, nó là cái gì vậy? À, vát tả. À, cái mới gọi là bông gòn đấy. À, đúng không? Đấy. À, đó, đứng nào. Eto vata, stoita, eto vata, đấy. À, vino, vino. À, đây có sơ đồ trong âm của nó là gì nào? Tất ta, vino, 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 có thể tôi vino, vino, đấy. Đó. Tiếp theo chúng ta có từ phát ta, trọng âm cũng vậy đấy. Tất ta, phát ta, phát ta, đấy. Phát ta. À, đó là khăn voan của cô dâu đấy, khăn voan của cô dâu. À, đúng là đấy. À, đó. Thế và ở đây thì đã cho các em thêm một cái từ nữa, từ này có ba âm tiết này đấy. Từ ba âm tiết đó là từ nhi viesta, nhi nhi. À, chúng ta biết là âm n vie đọc là nhi, nhi. À, v vie đọc là vie, nhi viesta. À, đây là âm âm tờ a, chúng ta biết rồi. Star, 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 nhi viesta, nhi viesta, nhi viesta, nhi viesta đấy. À, âm ye của chúng ta đây là âm ye, này là âm phụ nguyên âm, nguyên âm đôi, cho nên người ta đọc là ye, nhi viesta, nhi viesta, nhi viesta đấy. À, đó, đó là cô dâu. Thế cô dâu thì có cái gì? Phát tà, phát tà. Cô dâu có cái khăn voan, khăn voan của cô dâu đấy. Phát tà, đúng nè. Tạ, tiếp theo chúng ta có từ phun, phun, phun. À, đó là cái đồng bảng của Anh đấy, đồng tiền của Anh. Phun, chúng ta có âm tập cuối phun đấy. À, tiếp theo chúng ta có từ phone, 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 đó là gì nào? Phone. À, đó là cái phông đấy. À, phông, phông nền của một cái gì đó đấy, phông nền đấy, tác của. À, đó, đúng chưa nào? À, như vậy chúng ta đã học được 14 chữ cái rồi đấy. À, chúng ta sẽ học thêm hai chữ cái nữa nha. À, thêm ba chữ cái nữa nha. À, cho nó thành 17 nha. Đó, tác, chúng ta sẽ có thêm ba chữ cái nữa đấy. Của tác. À, cái này là bỏ đi này. Đấy. Đó. À, chúng ta sẽ có cặp phụ âm g. À, chữ cái chữ ngộ ngộ này này.
À cái chữ tiếng Nga nó rất là thú vị đúng không nào? À, nhiều em bắt đầu học tiếng Nga rất thích viết tiếng Nga, bởi vì sao? Nó ngộ ngộ, trông nó khác lạ so với tiếng Việt đấy. À, đặc biệt là các em rất thích viết cái tên mình bằng tiếng Nga đấy. Đó. Tạc. À, đây là chữ g, g, g. Đó là chữ g trong tiếng Việt thôi đấy. Gà, gô, ghế, gỗ đấy. Gà, con gà. G, g, g. G đi với A chúng ta đọc là ga. G đi i đọc là ghi đấy, đúng là đấy. À, g đi o đọc là go, go đấy. À đấy, đấy đó. Thế và chúng ta có một phụ âm cô đơn, phụ âm à, cái phụ âm này chúng ta thấy đó là gì? Đó là phụ âm mà nó không có âm thanh, âm kh đấy, và nó là phụ âm cô đơn, cho nên lúc nào nó cũng đứng là nó đấy. Nó đứng ở đâu vẫn đọc là nó sẽ không bị đọc thành cái âm khác đấy. À thế vậy thì ngược lại là gì? À, phụ âm g là một phụ âm hữu thanh trong cặp, nhớ nhé, phụ âm hữu thanh ở trong cặp. Cho nên nếu mà phụ âm hữu thanh này ở trong cặp đứng cuối từ, thế thì nó sẽ bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng trong cặp, đó là phụ âm. À ví dụ chúng ta có từ druk, à chúng ta nhìn thấy đây có âm g đứng cuối từ, à chúng ta phải đọc nó thành âm druk, 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 có nghĩa là người bạn trai, druk đấy, druk, người bạn trai, người bạn đấy, người bạn nói chung druk. À đó. À thế tiếp theo nào. À g. À đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Chúng ta có từ pa gold. Pa gold đấy. À trọng âm rơi vào giữa, cho nên chúng ta sẽ đọc ta ta ta. Ta ta ta. À cái sơ đồ trọng âm là như vậy đấy. Sơ đồ trọng âm của chúng ta là như vậy. Chúng ta sẽ đọc là gì nào? Ta. Ta. Đấy. Ta. Đấy nhá. Pagoda. Pagoda. À thì đây chúng ta sẽ xem nào. Âm ô đứng dưới trọng âm được đọc là ô, chúng ta đọc là go. Đấy. À, âm ô này chúng ta lại đọc là a pa. Pagoda. Đấy. À thế vậy thì hóa ra là gì nào? Âm ô đứng trước trọng âm bị đọc là a. Âm ô mà đứng sau trọng âm thì bị đọc là ơ. Đấy. Âm ô đây đứng trước trọng âm bị đọc là a. Đúng chưa? À chúng ta xem tiếp, chúng ta có từ Akno. Akno. Tất ta Akno. Akno đấy. À thế vậy hóa ra đây là gì? Đây có âm ô này mà đứng đầu từ này. Âm ô đứng đầu từ bị đọc là a. Thế nên đây người ta phiên âm cho chúng ta này. Akno đấy. À đó. Thế vậy thì ở đây thầy đã tổng hợp cho các em cách đọc âm ô ở trong từ. Âm ô đứng đầu từ bị đọc là a, đúng chưa? Agno. Âm ô đứng trước trọng âm được đọc là a, trường hợp pagoda đấy. Âm ô đứng ở dưới trọng âm được đọc là o. À các vị trí còn lại của nó sẽ bị đọc là ơ đấy, đấy chưa nào? Đấy. À đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nào. Chúng ta có từ Malaco. Âm ô đứng dưới trọng âm đọc là o cô. Âm ô đứng trước trọng âm đọc là a la cô. Âm ô đứng ở vị trí khác bị đọc là ơ, đọc là mơ la cổ. Malaco. 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 À, đọc là Malaco. Malaco. Đấy. À chúng ta tiếp theo có từ Khrasho. 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 Khrasho là tốt. Khrasho là tốt đấy. Malaco là sữa, sữa bò đấy. Malaco. Khrasho. Khrasho đấy. À tiếp theo thì chúng có từ Dragoi. Dragoi đấy. À các em có thể đọc Daragoi. À đó. Ở Nga người ta đọc ở Nga những cái người nhập cư đấy, những người Trung Á người ta nhập cư người ta đọc là Daragoi, Daragoi đấy. À và nó trở thành cái câu mà rất hay bị người Nga người ta nhại lại đấy. À bởi vì sao người Nga không nói là Daragoi, người Nga người ta nói Daragoi, 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 Khrasho, Malaco đấy. À đó. Người Việt Nam chúng ta cũng rất nhiều người hay nói là Malaco Kharaso Daragoi đấy. À đó, thế vậy thì chúng ta phải nói là Daragoi Kharaso Malaco đấy. Đó, đấy chưa nào? Tác. À đó, thế vậy thì đến đây chúng ta đã cùng nhau biết cách đọc âm ô ở trong từ rồi đấy. Bây giờ quay trở lại, chúng ta có từ pagoda. Em nói nào, pagoda. Pagoda đó là thời tiết đấy, thời tiết. À, tiếp theo nào, chúng ta có từ Komnata.
Komnata. Công Komnata. công À, tác tác komnata là căn phòng đấy, căn phòng. Chúng ta có từ akno. Akno. akno Akno đó là cửa akno sổ đấy, cửa sổ. Tác vụ. À, thế như vậy đến đây chúng ta đã học được tổng cộng 17 chữ cái rồi đấy. À, đó. Đạt được cái mục đích ngày hôm nay của chúng ta rồi. Bây giờ mời em sẽ cùng nhau tổng hợp lại những cái từ mà chúng ta đã biết rồi. Nào, đấy. Đó. Ở đây chúng ta đã có cái từ etepapa. Đã, etepapa. Etepapa. Etenota. Etepano. Etedom. Etetona. Etevata. Etevino. Etevino. Etefata. Etephone. À thì đến đây em à, thầy giáo từ nãy giờ đọc cho em nhưng mà thầy giáo cứ đọc thôi. À, nhưng mà bây giờ thầy giáo nhắc lại là gì? Nếu em để ý thầy giáo đọc thì em sẽ thấy là gì? Thầy giáo đọc xuống giọng. Etemama. Etepapa. Etebaba. Etenota. Etepano. Đấy, đây đi xuống này, ngữ điệu đi xuống này, đấy. Ngữ điệu đi xuống này trong tiếng Nga người ta gọi là ngữ điệu kể. Hay còn gọi là ngữ điệu một. Đấy. Ngữ điệu một. Trong tiếng Nga có 5 loại ngữ điệu đấy. À đó, ngữ điệu một. À đó. Ngữ điệu một đó là ngữ điệu kể. Ngữ điệu kể có nghĩa là dùng cho câu kể. Câu kể là câu tường thuật. Câu tường thuật có dấu chấm ở cuối. Chấm này. Đó. Nếu nhìn thấy câu mà có dấu chấm ở cuối chúng ta sẽ dùng ngữ điệu một để thể hiện. Etebaba. Etepapa. Etemama. Đấy. Đó. À thế tại sao thầy giáo nói đến IK là cái gì vậy? IK trong tiếng Nga gọi là Intonation Construction. Cấu trúc ngữ điệu. Đây là yếu tố thứ hai để cho người Nga có thể hiểu các em khi các em nói tiếng Nga. Yếu tố thứ nhất là gì? Là các em phải nói đúng trọng âm. Yếu tố thứ hai, các em phải nói đúng ngữ điệu. Nếu mà các em nói sai ngữ điệu trong câu thì người Nga cũng không hiểu các em. Đấy. Đúng không? À thế vậy thì chúng ta phải rèn luyện cách đọc ngữ điệu thôi. Đấy. À, ngữ điệu thứ nhất là gì? Ngữ điệu đi xuống. Nếu ngữ điệu đi xuống thì sẽ có ngữ điệu đi lên. Khi nào dùng ngữ điệu đi lên? Đó chính là cái câu mà ngữ điệu đi xuống. Hay là còn gọi là gì? Chính là cái câu kể của các em. Nhưng mà người ta dùng nó để làm câu hỏi. Anh chị nào? Ví dụ cái câu của chúng ta ete mà. Chúng ta đưa sang bên này làm câu hỏi. Ete mà. À nó vẫn là cái câu này, vẫn là bấy nhiêu cái chữ này, ether và mà đấy. Nó chả có thêm một chữ nào cả. Nhưng mà ở bên này nó có dấu chấm cho nên người ta đọc đi xuống, ether mà. Ở đây nó có dấu hỏi chấm nhưng người ta đọc đi lên, ether mà. Đấy chưa nào? À vậy thì dẫn đến tình trạng là gì? Nếu như các em muốn hỏi các em phải lên giọng. Ether mà. Đấy. Nếu các em muốn kể cho người ta biết thì chúng ta phải xuống giọng ether mà. À từ đây dẫn ra nó mới dẫn đến cái chuyện là nhầm lẫn lung tung khi các em nói sai ngữ điệu. Người nói sai ngữ điệu người Nga đứng hình luôn. Hiểu chưa? Người ta bảo mày nói cái gì đấy? Mày hỏi hay là mày định kể chuyện cho tao nghe, đúng không nào? Đấy. À đó, thì vậy thì đây là một trong những cái lý do mà các em bảo thầy ơi, em nói đúng như trong sách mà tại sao người Nga không hiểu em? Đấy. À không hiểu bởi vì nói sai ngữ điệu. Hoặc là nói sai trọng âm, bây giờ nói đúng trọng âm rồi em nói đúng trọng âm mà thì em nói sai ngữ điệu đấy. À đó, thế bây giờ em nói đúng trọng âm là một, nói đúng ngữ điệu là hai, người Nga hiểu các em ngay lập tức, chả có điều gì khó khăn cả đấy. À đó, vậy thì chúng ta phải học thôi. Bây giờ chúng ta học cách phát âm ngữ điệu ba nào. Etemama. Etemama. Etepapa. Etepapa. Etebaba. Etepapa. Đấy, Etebaba. etenota. Etenota. Nốt tại đấy đó đi chưa? À thế bây giờ hỏi câu hỏi như này trả lời sao? Khi hỏi etema mà thì có thể trả lời khẳng định. Đó là người ta dùng từ đa, đa, đa có nghĩa là vâng đấy, đờ a đa, đa đấy, đa etema mà. À lại dùng chính ngữ điệu một này luôn đấy, đa etema mà đấy. À đó, bây giờ thầy giáo hỏi em trả lời nhá. Etema mà, Đã. đa etema mà. Etema. Đa À, đúng tâm không? Đấy, thứ mập mà. Đúng là Etepapa. đa Đó, đa Etepapa. Đấy, Etepapa. đa Đó, e Etepapa. ta Đấy, Etenota. đa Đó, e ta lô Etenota. Etepano. đa Đó, e ta Etepano. lô Đấy, Etedom.
Đại tất đá đồm. tôn Ê tất tôn à. Đại tất đá tôn à. tôn Ê tất tôn à. Em nói đi đấy. À đó. đá Ê tất tôn à. À cứ nói đi. Nói cho nó quen đấy. Ê tất vát à. Đại tất đá vát à. Đại tất vát à. Đúng nào. Đấy. À thế đây là trả lời khẳng định. Thế bây giờ như trả lời phủ định thì sao? À, thế nếu mà không đúng em trả lời phủ định thì nói thế nào? Đấy. À, muốn trả lời phủ định nó có cách nói của nó. Nếu chúng ta thấy đây không đúng thì chúng ta sẽ trả lời nhiệt. Nhiệt. nhiệt Đấy. Nhiệt. nhiệt À đúng nào. Nhiệt. À nhiệt xong gì nào? Nhiệt. Ether. Nhiệm mà. Nó phải có cái nhiệt này. Đấy. Nó có cái nhiệt này. Một nhiệt tạc vật đấy. À đó đi chưa? Đấy. Nên trả lời sao nào? Ether mà. Nhiệt. Ether nhiệt nhiệm mà. nhiệt Ete nhiệt papa. Nhiệt, ete nhiệt nhiệt papa. Đấy. nhiệt À đúng. nhiệt Đấy. Ete baba. Nhiệt, nhiệt ete nhiệt baba. Ete nota. Nhiệt, nhiệt ete nhiệt nhiệt nota. Ete pano. Nhiệt, ete nhiệt nhiệt pano. nhiệt Ete dom. nhiệt nhiệt Nhiệt, ete nhiệt dom. Ete tona. nhiệt Nhiệt, nhiệt ete nhiệt tona. Etevata. nhiệt Nhiệt, nhiệt etinye vata. Đấy. À, etevino. Nhiệt, nhiệt etinye vino. Đấy. À, đó. Thế như vậy, đến đây là gì? À, cho đến ngày hôm nay, em đã biết trả lời. Da hoặc là nhiệt. Đấy. Em đã biết hỏi. Đây là à, cái gì? Đây là ai? Đấy. À, đó. Đúng nào. Đấy. À, ví dụ như là chúng ta có đây. Đấy. À, hình ảnh của chúng ta đây. Vốt. À em có thể hỏi là gì nào? Ete komnata. Da, con ete komnata. Sto eta? Ete akno. Da, ete akno. Đấy. À đúng không? À đúng chứ nào? Đấy. À thế rồi gì gì nữa nào? Ete vata. đã Da, ete vata. Ete vino. nhẹ Da, ete vino. vino Đấy, tới vino, tới vino, đấy. Vino, vino là gì? Rượu vang này. Tới vino, đấy, tới vino. Tới phát ta, tới phát ta. đã Đấy, tới phát ta, đấy. Tới phone, tới phone. Đấy, tới phone, đấy. À đã đó, gì nữa nào? Tạc. À, đây là gì nào? À, tấn tạc, tới nốt ta. đã Đấy, tới nốt ta. Tới đốm. đã Đấy, tới đồm. Ê tới pano. Đấy, tới pano. đã Ê tới đứng. đã Đấy, tới đứng. Ê tới tôn à. đã Đấy, tới tôn à. Đấy. À, tạc. Ê tới mama. đã Đấy, tới mama. Ê tới papa. đã Đấy, tới papa. Ê tới mươi. đã Đấy, tới mươi. Ê tới baba. đã Đấy, tới baba. Đấy. À đó, thì như vậy là đó là toàn bộ bài học ngày hôm nay của chúng ta. Đấy. À đó. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 17 chữ cái này. Nguyên tắc phát âm âm ô này, đấy. À khái niệm thế nào là phụ âm hữu thanh, phụ âm vô thanh này, cặp phụ âm này, đấy. Đó. Và chúng ta học được rất nhiều từ mới rồi, đúng không nào? Đấy. Đó. À thế như vậy là để cho có thể là học trong thời gian tới đấy, để cho em có thể là thuận lợi, có thể là viết được. Thì mình sẽ gửi cho bạn cái gọi là bảng chữ cái tiếng Anh đấy, viết tay. À tác đã gửi cho em chưa? Chưa Dạ đúng không? Đấy. chưa, em có À thấy cái bảng. của thầy ở trên, không thấy thầy clip đó không? Em nói sao? Em thấy các clip của thầy ở trên YouTube ấy, nhưng mà em không biết là trong buổi trong cái khóa học này thì có phải là dùng cái clip đó không, hay là thầy có một À, đấy. cái riêng Đấy. À tạc bây giờ mình sẽ gửi cho bạn cái đó nhé. Dạ À mình sẽ gửi cho thầy. bạn cái đó. Dạ thầy Tạc ơi, nó. em thấy bình thường là không biết là khi mà mình viết bài á thầy, thì mình nên viết theo cái kiểu chữ mà chữ đánh máy như vậy, Đây, hay là chữ viết tay á? đây, viết Dạ. tay đây, mình gửi cho bạn cái chữ viết tay đây mà. Viết thì phải viết tay chứ, mình có phải máy đâu. À đúng nào, đấy. Viết tay À, thì chữ có một A nó số viết như chữ này nó nha, hơi chữ B viết khó. như này nha, chữ V viết như này nha. Em viết chữ ma mà. Papa đấy. À cái chữ papa chúng ta sẽ như thế nào nào? À chúng ta sẽ viết cái chữ papa nhé. À mình sẽ viết cái chữ papa cho bạn xem nhé. Papa đấy. À chữ papa này p nó là gì? À chúng ta xem nào. À xem cái chữ viết tay của chúng ta nào. Đấy. À, tạc đâu rồi nhỉ?
Đấy, đây, đây. À, chữ cái tay P đâu? Chúng ta xem chữ P đâu, chúng ta đây nào. Hàng Đấy, thứ năm. P, P đây, đấy. P đây là giống chữ N trong tiếng Việt này. Đấy chưa? Đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta sẽ viết nó như thế nào? Chúng ta viết N, N này. Papa. Đấy chưa? Papa. Đó. Đấy chưa? Đó. À, đó, em thấy lạ ngộ chưa? À, Dạ em ngủ nếu mà em không tập viết ý, em không tập viết ý, thì em sẽ không đọc được đâu. Em thế nào? Đấy. Đó, bởi vì là chúng ta muốn viết nhanh thì chúng ta phải viết bằng cái chữ viết tay này. Mà muốn viết chữ viết tay này quen, chúng ta phải tập viết đi. Bây giờ em tra chữ papa em viết này, papa thành chữ nana trong tiếng Việt đấy. À, bây giờ chữ ba bà nào, bà bá đó đi chưa? Đấy. À, đó đấy là bà bá. À, đó mươi nào, mờ đấy, mươi vô tạc. Nên ta viết đồng chuột trên xấu thôi, em viết đồng bút đẹp hơn đấy. dạ Vô tạc. vâng À, đó thì nhiệm vụ cho em ngày hôm nay là gì nào? Về em tập viết những cái chữ, những từ mới này đi, viết bằng cái chữ viết tay đó. Đấy, thì đã được gửi cho em rồi nhé. Đó, đây này, đấy. À, cứ dở ra mà tra, tra xong bắt đầu viết cái chữ, viết hoa này, viết thường này, nó như thế nào? Đấy, lát này. vâng Đấy. À, thế như vậy bài học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và chúc em học tốt nhé. Hẹn gặp em trong buổi học ngày hôm sau. Hôm sau, dạ sau vâng khi em viết rồi thì em sẽ chụp hình xong gửi cho thầy xem nhé. Xem viết đẹp đến đâu đấy. Đấy. Nhất trí À chưa? dạ. Đấy. Dạ Em không chụp cần viết hình. nhiều đâu, mỗi chữ này em chỉ cần viết một hai chữ thôi cho nó quen tay nhé. Không cần phải viết đến 5 7 chữ đâu, viết nhiều nhưng mất thời gian. Thì giá không hay bắt các em làm những việc vô nghĩa đâu. Đấy. Đó, chỉ cần viết viết để cho nó quen cái chữ viết tay này thôi. Đấy, khrasho. Đấy. À thế Dạ. nhé. Thì giá nói khrasho là gì? Khrasho là tốt đấy. Đấy. Tốt, tốt, tốt. Khrasho, khrasho. Đồng ý chưa? Đồng ý. Đấy, khrasho. Đấy. Lát là spasibo, do sida nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong buổi học hôm sau. Thế Dạ nhé. Chào dạ em. thầy ạ Paka ba paka. cả ba Đã cả paka. thầy ơi No.